Chào các bạn, hôm nay mình có việc đi bên quận 2 về quận 7, cho nên là tiền luôn tiền đây mình sẽ quay lại cho các bạn cùng trải nghiệm. Ở đây bên phía tay trái là trạm thu phí cầu Phú Mỹ nhé các bạn, đây là trạm thu phí. Bây giờ tầm khoảng 7 giờ tối các bạn ạ. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối thì số lượng người đi qua đây bây giờ này thì nó không có nhiều. Tại bây giờ nó không phải là giờ cao điểm. Nên là lượng xe đi qua đây vào khi thời gian như thế này thì cũng thoải mái. Không có vấn đề gì cả. Không có kẹt xe như những lần khác. Tại vì đây là con đường thường thường nó bị kẹt xe chỉ gần một vụ tai nạn là kẹt xe cả hàng cây số các bạn này. Đoạn này thì buổi tối đi xe mà đi một mình thì cũng khá nguy hiểm, tại vì ở đây là toàn không ở đây và này không có nhà ở nha các bạn, hầu như là không có nhà ở, toàn là đất trống không thôi. Ở hai bên thì toàn là cây cối rất là nhiều luôn. Thì ở đây thì đất thì bây giờ đang còn nhiều lắm, nhưng mà hầu như là thành phố đã bán hết cho những nhà đầu tư hết rồi. Tại vì mình đi qua đây mình thấy người ta cũng đang san lấp hoặc là hút cát lên để phân lô bán nền, hoặc là xây đầu tư mấy cái chung cư hoặc là cao ốc văn phòng, nói chung là chung cư cao tầng. Đây thì đây là đang là quận 2 nha các bạn. Bên này là quận 2, mình đang đi hướng về quận 7. Qua cái cầu thì nó là quận 7 rồi. Đó, và các bạn theo hai bên là người ta đã xây đã hút cát rồi. Hút cát lên san lấp rồi, người ta đã rào hàng rào dè tôn lên hai bên phía tây tây phải ấy các bạn. Còn bên phía tây trái hướng bên kia thì bây giờ người ta cũng đã san lấp rồi. Người ta san lấp, người ta cho thuê mấy cái để làm kho bãi ấy. Bên đó container rất nhiều. Ở đó mình cũng thấy có một cái phim trường nữa. Phim trường của SCTV thì phải. Mình cũng không nhớ lắm. Đó, bây giờ lên cầu, mình lên cầu nha các bạn. Qua khỏi cái cầu này là nó là quận 7. Giờ thì khoảng 7 giờ tối cho nên là người cũng vắng, cũng ít người qua lại. Cầu này thì các bạn đứng trên cầu này thì nhìn về phía bên tay phải nó là hướng quận 1 các bạn. Hướng quận 1 bên đó là lên bến Nhà Rồng hoặc là lên mấy cái tòa nhà Landmark. Còn bên phía tay trái thì nó là xuống Nhà Bè, rồi bên là Đồng Nai. Ở đây thì ví dụ như mùa Tết hoặc là ngày lễ gì mà thường thường thành phố bắn pháo hoa thì các bạn hay ra tụ tập ở đây đông lắm, đứng chật kín luôn các bạn. Tại vì ở cái cầu này nó có cái hành lang hai bên đó, hai có cái hành lang hai bên cho nên là người ta tụ tập lên đó rồi đứng xem bắn pháo bông rất là đông. Tuyến đường này thì container chạy rất nhiều, hầu như là container các bạn. Container đã chạy từ phà cắt lái đi xuống các tỉnh miền Tây và đi xuống Nhà Bè thì cũng đi trên tuyến này, hoặc là bên các cảng Tân Thuận chẳng hạn như thế. Cảng Tân Thuận thì bây giờ cũng chạy qua đường này. Nếu một trường hợp mà đưa hàng hóa sang cảng cắt lái thì cũng phải đi cái đường này, cho nên là toàn là container thôi, hầu như container là nhiều. Cái cầu này cũng khá dài các bạn ạ,
nói chung là sáng sớm mà ai mà đi bộ leo lên chạy lên đây từ bên này cầu sang bên kia cầu là chạy một vòng là coi như là vừa đủ không cần để đi nhiều. Cầu Phú Mỹ này thì ở đây là nó có một cái nhánh tẻ nha các bạn, có một nhánh tẻ tức là đâm thẳng xuống luôn nữa là nó là đường Huỳnh Tấn Phát, là nó ngay góc ngã tư Huỳnh Tấn Phát với là Nguyễn Thị Thập. Còn các bạn mà nếu mà đi thẳng luôn nó đâm thẳng ra Lê Văn Linh, Nguyễn Văn Linh, nó đâm thẳng ra Nguyễn Văn Linh. Đây, ở đây thì mình sẽ đi xuống đường Huỳnh Tấn Phát, mình sang Nguyễn Thị Thập cho nên là mình không có đi thẳng. Ở trên kia thì mình giống như là mình thấy kẹt xe, đang kẹt xe nó quá trời luôn. Đó, ở đây các bạn mà đi xuống đường Đào Trí thì các bạn xuống khỏi cầu này, các bạn ôm cua ở đây là các bạn ra đường Đào Trí nha các bạn. Đào Trí bên phía tay trái. Còn mình đi thẳng về Nguyễn Thị Thập. Đi thẳng về Nguyễn Thị Thập các bạn. Còn ở đây là trước mặt các bạn nó là ngã tư Huỳnh Tấn Phát với lại Nguyễn Thị Thập. Thì thôi video mình đến đây là mình xin kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình với nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.